Thủy Tiên tiết lộ số tiền làm từ thiện bằng tiền túi tại Angola, bị truyền thông nước bạn hỏi khó. Tiên hay đất nước Tiên tặng đều như nhau. Một phần là làm từ thiện ở nước ngoài cũng mong muốn là được lan tỏa hình ảnh của người Việt Nam đến nhiều hơn, đến với thế giới. Thì Tiên nghĩ là cái chuyện Tiên tặng hay là đất nước Tiên tặng nó không quan trọng, bởi vì cái vấn đề vẫn là Tiên là một cô gái Việt Nam và đã dành tặng hai nước tại Angola và Zambia. Trên cương vị Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thủy Tiên đã có chuyến thiện nguyện tại Angola. Số tiền làm từ thiện tại đây cũng được Thủy Tiên chia sẻ là từ tiền túi mà Thủy Tiên đã dành được. Con số được nàng hậu cho biết là hơn 500 triệu đồng, bao gồm luôn chi phí ăn uống đi lại của cô và ekip. Tiên làm từ thiện từ quỹ cá nhân của Tiên, Tiên để dành từ lương của mình. Tổng số tiền cho dự án này nếu mà bao gồm cả chi phí mà đi lại và ăn ở đây luôn là hơn 500 triệu. Từ những ngày đầu đến nay, người đẹp sinh năm 1998 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, câu trả lời phỏng vấn của cô với truyền thông nước này được khen là thông minh. Khi được hỏi về quà tặng giếng nước là của ai, nàng hậu gốc Sài Thành đã có phần trả lời được đánh giá là khéo léo. Tiên nghĩ là Tiên dành tặng cũng được, mà đất nước của Tiên cũng được. Tại vì khi làm từ thiện ở nước ngoài, thì mình cũng mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đến quốc tế. Chuyện Tiên tặng hay đất nước Tiên tặng không quan trọng, vì Tiên là cô gái Việt Nam và đã dành tặng cho hai bản của Angola giếng nước, cô nói. Bàn về khả năng ứng xử của Thủy Tiên, người hâm mộ ắt hẳn đã quen thuộc khi cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2021. Tại đêm chung kết, người đẹp sinh năm 1998 gây ấn tượng bởi phần ứng xử khéo léo và nhận về tràng vỗ tay của khán giả. Trong những ngày ở đây, Thủy Tiên đã làm được nhiều việc có ý nghĩa. Trong đó, cô trao tặng giếng nước sạch cho 5.000 dân, tặng sách vở và bánh kẹo cho những trẻ em. Dù hoạt động liên tục, nàng hậu luôn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực. Cũng trong chuyến từ thiện lần này, Thủy Tiên gây chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết bên Quang Linh Vlog. Mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại những chia sẻ của cả hai về nhau. Trong đó, Thủy Tiên cho biết cô phục người bạn đồng hành mình vì những gì anh làm. Tuy nhiên, lại chê Quang Linh thiếu chiều sâu khi chỉ nhận xét về mình vài chữ dễ thương, vui tính. Từ khi đi Angola, hình ảnh của Thủy Tiên được chú ý nhiều hơn và tài khoản cá nhân cũng tăng lượng lớn người follow. Theo đó, với con số hơn 610.000 lượt theo dõi, người đẹp hiện là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có lượng followers cao nhất so với những gương mặt tiền nhiệm. Đây được đánh giá là sự ảnh hưởng lớn của mỹ nhân Việt bởi trước khi đội Vương Miện, Thủy Tiên chỉ được biết đến với danh hiệu top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Nền tảng TikTok cũng sắp đạt 2 triệu followers. Về phong cách làm việc của nàng hậu, ông Nam Quách tâm sự, Tiên cẩn thận với các nhãn hàng lắm, đã vậy còn đi kèm với sự thông minh, do đó cũng không lạ gì khi Tiên ký được hợp đồng với nhiều thương hiệu lớn. Tiên nói tiếng Anh tốt lắm, đến mức tôi cảm thấy mình không cần phải chuẩn bị gì thêm cho Tiên nữa. Bà nghĩ đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 còn có thêm những dấu ấn đặc biệt nào khác? Hãy để lại bình luận bên dưới nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!